Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với Định Dạng Radio Online cùng với tuyển tập Thư Tình Gửi Một Người của ông Trịnh Công Sơn dành cho bà Ngô Vũ Giao Ánh của nhiều thập niên về trước. Và ngày hôm nay xin được trích đọc lại để chia sẻ với tất cả quý vị những cảm xúc lãng mạn và chân thành nhất của một người nhạc sĩ tài hoa trong nền tân nhạc Việt Nam. Với phần dẫn đọc, nhà báo người dẫn chuyện Trác Thúy Miêu và anh Khoa. Ngày 5 tháng 2 năm 1965, Ánh. Anh đã hiểu được Ánh và bây giờ càng cảm thấy không thể mất Ánh được. Cho anh tạ tội một lần và từ đây Ánh sẽ được xem như một loài chim hồng thần thoại bay trên vùng ăn năn của anh. Tất cả đã đi qua như trong cơn mê sảng. Anh đã sống bằng một ngày ân hận vô cùng. Hôm qua mà uống rượu vào cũng chưa đủ để xua đuổi phiền muộn đi. Anh hãy trở lại để bóng tối quanh anh tan biến. Hãy giúp anh một lần. Và anh đã nguyện cầu anh trở lại suốt một đêm không ngủ. Anh biết anh độ lượng, bởi vì anh, chim hồng thần thoại của anh, chỉ sống bằng cỏ non và mây bồng. Như thế, anh đã bằng lòng chưa? Hãy cho anh còn nhìn màu lá non ngoài kia còn tươi mát. Anh rất mong anh qua nghe anh. Nghe anh. Anh đã mượn đàn về và đang ngồi chép nhạc cho anh. Anh sẽ ngồi hát cho anh nghe lại một mùa đã mất đi. Mất đi. Anh xin cảm ơn anh nghìn lần. Anh chờ ở đây sáng và chiều nghe anh. Hàng muôn nghìn năm anh, hàng muôn nghìn năm. Cho anh còn cho anh còn một lần và muôn đời. Anh đã trở về vực thẳm cũ và chờ mong. Trịnh Công Sơn. Anh này, từ lâu anh im câm trên một chuyện đã rồi đã qua. Tâm hồn anh bây giờ còn tươi mát như cỏ non. Anh không muốn tạo những sương mù ám chướng trên vùng tâm hồn đó. Bây giờ anh hỏi anh, một buổi chiều chủ nhật tháng 7, anh trở về Sài Gòn từ Huế như lời hẹn của Diễm. Chiều chủ nhật thì xám, phố thì thênh thang. Trên đó đã tình cờ cho anh đứng trước Diễm và Chí. Cuối cùng thì anh quay về âm thầm. Những ngày tháng qua đi từ đó, anh nghĩ thế nào và nghĩ rằng anh phải làm gì hơn? Trước đó còn rất nhiều chuyện nhưng anh không đủ can đảm để kể cho anh nghe. Thôi nghe anh, đã gần 7 tháng rồi anh không còn một tin tức nào về Diễm. Lời phê phán anh dành cho anh. Bây giờ chỉ còn mình anh để anh kể lể. Anh rồi cũng sẽ đi, nhưng anh mong là chưa phải lúc này. Anh còn muốn giữ lại ở anh một thần thoại cho những tháng khô cằn này. Chỉ có thế thôi. Anh chờ anh đến để hát cho anh nghe những bài hát mới. Xin một phép màu xóa tan những hằn thù trong nhau. Trịnh Công Sơn. Ngày 15 tháng 2 năm 1965. Giao Ánh. Buổi chiều hôm qua anh ngồi mong Ánh cho đến lúc biết Ánh sẽ không sang, anh mới đến Circle ngồi uống rượu với mấy đứa bạn. Mai anh chưa đi được vì máy bay đã hết chỗ. Những câu nói Ánh biên sang cho anh đó có vẻ hơi nặng nề, làm anh buồn. Anh đang cố gắng để hiểu Ánh hơn. Anh đã quay lại nhìn mình nhiều lần và không tìm thấy gì khác lạ trên khuôn mặt đó ngoài vẻ mệt mỏi hằng có quen thuộc. Anh thấy anh không làm gì để anh có thể buồn lòng. Anh đang e dè vì ngại một vô ý nho nhỏ nào đó cũng đủ làm anh giận hờn anh. Anh không muốn mất anh, chỉ có thế thôi. Anh vẫn còn nằm đây chờ ngày đi. Nếu có giờ phút nào nhàn nhã, anh cố sang thăm anh. Đừng đánh mất những ngày quý báu của mùa xuân này. Sẽ xa xôi những mùa hạ, mùa thu, mùa đông, nên đừng bao giờ anh nhé. Anh vẫn hằng mong như thế. Trịnh Công Sơn. Sài Gòn, 16 tháng 2 năm 1965. Giao Ánh,
Giao ánh. Làm thế nào nói cho hết sự hoang vu khi anh đứng nhìn sân bay băng Mê Thuột, rồi cuối cùng đứng giữa sân Tân Sơn Nhất. Không có một thoáng mừng vui nào như những lần trước anh về đây có bè bạn, có người quen. Anh mê mỏi rời sân bay trở về nhà thật một mình, thật xa rời, thật nhớ ánh vô cùng. Về ở lại nhà anh Cường, ba anh Cường kéo anh đi uống rượu. Dù mệt anh vẫn đi. Anh nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh mà không nói được với ai, như tiếng kêu của một loài kiến nhỏ. Làm thế nào anh nghe thấy để anh biết được sự chân thật của nó? Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh trở về buổi trưa mắt buồn áo trắng. Anh làm thế nào còn đủ từ ngữ để nói cho hết tình cảm của mình? Anh bây giờ đang chóng mặt, rượu đã đầy cả mắt. Anh định đi ngủ nhưng nghĩ rằng không viết cho anh bây giờ là cả một cái tội. Đêm qua anh nằm nghĩ đến anh và giận anh suốt đêm. Nhưng rồi khi đứng trước anh nghe mọi phiền muộn, mọi giận hờn đều tan biến cả. Anh có quyền không tin gì ở anh cả, nhưng anh cũng tự nhủ mình chưa bao giờ dối lừa ai. Anh ơi, anh có gì vui thú để trở về nơi này, rồi mai về nằm yên ở Blau. Những sương mù, những chiều, những sáng xa vời, anh hằng bao nhiêu tỷ tấc đất. Anh sẽ mãi tin là anh không bao giờ đối xử tệ với anh, cho dù có đôi lúc anh vẫn không bằng lòng về anh trong những chuyện nhỏ nhặt. Anh ơi, bây giờ là đêm hư vô trên đời sống. Anh quá hư vô khi vừa bỏ lại đằng sau tất cả ánh sáng của mặt trời. Anh nhớ anh và biết bao giờ nhìn thấy lại được cái dáng ngồi thân thuộc trên mỗi buổi chiều có nền trắng và hoa hồng. Anh ơi, anh hằng muôn nghìn năm anh gọi, thành phố này rộn rịp như bao giờ. Anh đang nghĩ gì? Đêm đã đầy trên từng viên gạch. Anh có một lời muốn nói lại với anh. Hãy sống âm thầm hơn. Anh đã xem anh như một người đầy đủ trưởng thành. Đừng biêu riêu trên số phận người khác. Lời nói của đêm nay là nhớ anh. Nhớ anh hư vô của mùa xuân còn đó, với lá non xanh và những ngón tay chồi non vừa ươm lên cho một đời người. Anh đã quá rã rục. Anh ngủ và sáng mai dậy thật sớm để viết tiếp cho anh. Anh hằng muôn nghìn năm. Này thuộc nơi dô giao ánh, buổi sáng đây này, anh vừa dậy. Giờ này anh ở đó, cũng mặc áo lụa đến trường bằng những bước chân loài nga. Anh đang nhớ lại đầy đủ cái không khí vừa mất đi. Còn bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nữa mới được nhìn lại từng phiến băng dài trên hai bàn tay hướng dương. Anh ơi, anh biết anh nghĩ gì trước khi vào đây không? Anh đã cho là anh muốn đùa giỡn. Nhưng cho dù là gì đi nữa, anh cũng không ân hận tí nào. Chúng anh vốn vẫn quen bay trên những lời phù phiếm, nên một ngày nào đó anh có trả anh về với hư vô thì đó cũng là một cam chịu nữa mà thôi. Tuổi anh, tuổi trang thường có những ác ý vô tình. Những ác ý đó dễ làm buồn lòng người khác. Cuối cùng, anh chỉ mong là anh hãy âm thầm hơn, hãy trở về với anh. Sống trong một giai đoạn mà mọi người dễ hiểu lầm nhau thì hãy cố gắng chân thật. Chúng anh đã quá mỏi mê về những âm mưu phờ phỉnh. Tuổi nhỏ thường tự hào là mình khôn ngoan. Anh đã qua tuổi đó. Anh tin ở anh. Còn Trang thì tự cho là mình ngang hàng với chúng anh quá sớm. Ở tuổi đó thường chỉ thấy mình mà thôi, cũng không đáng trách mấy nhưng có thể làm người khác khó chịu. Điều anh buồn ở Trang là tự thấy mình quá khôn ngoan nên mất bớt sự thành thật. Cường và anh thường phiền về điều đó. Điều kiện tất yếu để sống gần là phải tin nhau. Nếu không tin thì vô tình đã hủy hoại tất cả. Anh ơi,
Buổi sáng đã có nắng trải dài, anh sắp ra phố gửi thư cho Ánh và đánh dây thép về nhà. Không thể nào nói hết sự nhớ nhung của anh ở đây. Trở lại với không khí ồn ào này thật bỡ ngỡ. Anh nhớ Ánh âm thầm như loài kiến âm thầm đi xa. Hãy đọc thư anh một mình rồi đốt hay giữ kỹ. Đừng đưa ai xem cả ngay cả trang. Anh sợ nhất là cái lời bàn tán vô ích. Rất mong thư Ánh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi tháng, mỗi năm. Anh ơi, cho anh 5 ngón tay của mùa xuân mà anh hằng giữ. Ten Romans, Trịnh Công Sơn. Đến đây, cho phép chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại ở những lá thư tay viết tiếp trong những lần đọc sau. Xin được cảm ơn bản quyền từ nhà xuất bản Trẻ và tư liệu quý giá từ bà Ngô Vũ Giao Ánh và gia đình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Xin hẹn gặp lại.